Xin chào bà con, cô bác, anh chị. Xin chào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Xin chào tháng cô Hằng và tạm biệt tháng cô Hồn. Hôm nay nhà vườn em lại tiếp tục xếp cây mai vàng gửi cho khách ở Mộc Châu, Sơn La nhé. Đó. Đây là 2.500 bầu của chúng em. Chiếc xe dài 10 mét đã sẵn sàng. Và đây là thời tiết rất là nắng nóng, buổi sáng thì mưa to. Mưa giữa tháng cô Hồn và đón chào tháng cô Hằng. Xong buổi chiều sáng chói vì ánh nắng. Đấy, bà con cô bác nhìn bầu mai vàng của em. Lá to, có thể hái để gói bánh tò te được rồi, bánh ú được rồi đấy ạ. Đây là một khách hàng là đã trồng giang, thế nhưng mà cây giang cảm thấy là không hiệu quả, thì là bây giờ mua cây mai của em về để thay thế cây giang đấy ạ. Vâng, bà con cô bác yên tâm, nếu khi trồng cây mai này của chúng em thì lá chỉ có to, chỉ có đẹp thôi ạ. Nguyên lá AB đẹp tuyệt vời, không chê vào đâu. Các xưởng lá bây giờ mà chỉ cần nói đến lá mai thôi là thôi, thì cứ cân lên là tính tiền, không cần kiểm tra, không như lá giang đâu ạ. Đấy. Đống này của em là 500 bầu thì lại để cho một khách khác. Thế còn ngoài kia là chúng em đang xếp cái 2.500 bầu cho một khách. Chào ngày mùng 1 khởi động các anh chị nhé. Đây là chiếc xe dài lê thê chở cây giống. Bà con cô bác anh chị ai có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0349 015 091. Em ở Đoan Hùng, Phú Thọ nhé. Cành chiết em cũng có, bầu em cũng có. Và bà con cô bác anh chị nếu lấy số lượng ít em cũng gửi, lấy số lượng nhiều em cũng vận chuyển đến tận chân công trình nhé. Và nếu bà con cô bác yêu cầu có kỹ thuật đi theo thì em cũng xin đáp ứng nhu cầu là em kỹ thuật đến tận nơi để hướng dẫn bà con cô bác anh chị kỹ thuật trồng, và em sẽ đồng hành cùng bà con cô bác anh chị từ kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, cắt tỉa làm sao chăm cây cho nó năng suất nhất. Và em cũng xin chúc bà con cô bác anh chị tháng mới và luôn luôn, chứ không chúc nguyên tháng mới nữa, luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và trồng cây, chăm cây mau lớn. Đấy, chăm sóc mau lớn để cho chúng em giữ được cái uy tín. Vâng, chúng em sẽ luôn đồng hành cùng bà con cô bác anh chị ạ. Em sẽ luôn lấy chữ tín làm đầu và chữ tâm làm việc. Nên bà con cô bác yên tâm, chuẩn giống, chuẩn phải sống. Thứ ba nữa là giá cả hợp lý nha. Em xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác anh chị ở những chia sẻ tiếp theo ạ. Chúc bà con cô bác luôn mạnh khỏe, trồng cây mau lớn ạ.